tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và đốn nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 Cuốn Giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của Thiên Can, Địa Chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 được các tinh trợ mệnh vận trình như gấm thêu hoa, chuyện thời, đổi vận, nhận lộc trời ban, giàu sang, thịnh vượng. Và sau đây, mời quý tín chủ tuổi Mậu Thân cùng theo dõi lá số tử vi của mình trong tháng 2 âm lịch này nhé. Tử Vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, là tuổi con khỉ, thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, nghĩa là đất nhà lớn. Nếu xuất hành đi xa, hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh tuổi Mậu Thân, nên khởi hành vào, giờ chẵn, ngày chẵn, và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi tổng quan tử vi tuổi mậu thân, sinh năm 1968. Số của tuổi mậu thân, tuổi nhỏ có nhiều rối rắm cuộc sống không được thuận lợi, tuy nhiên khi lớn lên rồi thì sẽ được in ấm, an vui. Đường công danh của bản mệnh tuổi mậu thân không quá vượt trội, vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp, đến hậu vận được thành thơi, hưởng phúc nhưng vẫn còn phiền muộn tiền bạc. Người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 81 tuổi, những người làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời, đẹp đạo, thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Theo tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 cho thấy. Trong tháng có nguyệt lệnh rơi vào đất tử ở thân, con giáp này có thể sẽ đón một tháng, trước khó sau thuận, đầu tháng vận khí suy giảm gây không ít trở ngại, đòi hỏi bạn phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ hơn lên toàn cục diện công việc khá bận rộn, áp lực cũng không nhỏ, nhưng được các tinh nâng đỡ, nên vẫn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình, chỉ cần bạn làm việc có sự tính toán, kế hoạch ổn thỏa, con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở. Tình hình tài chính trong tháng 2 âm lịch năm 2023 này được bình ổn, không có quá nhiều biến động, chính tại chứng lại. Nhưng may mắn, thứ tài có chút khởi sắc, việc kinh doanh, buôn bán, hay đầu tư có thể thu lời nhưng không nhiều, truyền tình cảm gặp bất lợi, vì tuổi này có xu hướng quan tâm tới cảm xúc của mình, ít suy nghĩ cho đối phương, các cặp vợ chồng dễ có mâu thuẫn, hoài nghi, hiểu lầm lẫn nhau. Về sức khỏe của tuổi mậu thân, sinh năm 1968 có dấu hiệu giảm sút, bạn thường xuyên thấy mệt mỏi, uể oải, khó tập trung làm việc, bạn nên chú ý cải thiện chế độ dinh dưỡng tăng cường luyện tập và luân suy nghĩ lạc quan, hành xử vui vẻ, để tâm lý thoải mái có như vậy sức khỏe mới tốt nhé. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi mậu thân, sinh năm 1968, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 cho thấy, người tuổi mậu thân, sinh năm 1968, có vận trình không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên làm gì cũng có cảm giác bất thuận, hay gặp trục trặc. Tuy nhiên, khó khăn chỉ là nhất thời, bản mệnh vẫn có cơ hội chuyển mình, khi đủ nỗ lực kiên trì và quyết tâm sẽ tự chiến thắng số mệnh. Trong tháng gặp nguyệt lệnh lâm tử, khiến công việc có phần tiến triển chậm chạp, lúc này nếu bạn không tập trung và nghiêm túc vào công việc thì rất dễ phạm sai lầm, để lại hậu quả không dễ gì giải quyết. Nhất là những việc liên quan đến thủ tục giấy tờ hành chính, hợp đồng kinh tế, nhiều khi đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công, mất sức tổn hao trí lực mới có thể ổn thỏa. Dù vận khí trong tháng xa suốt như vậy, nhưng người tuổi mậu thân, sinh năm 1968, vẫn có không ít cắt tinh che chở, bạn vẫn có thể tìm được ánh sáng trong hoàn cảnh tối tăm. Ngoài ra mệnh chủ tuổi mậu thân cũng có được hai cắt tinh, tử vi và giải thần chiếu mệnh, công việc trước khó sau thuận, khối lượng công việc nhiều, khiến bạn thường quay cuồng bận rộn, áp lực cũng không nhỏ. Trong những lúc khó khăn như vậy, con giáp này lại nhìn thấy đây là thời cơ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, khi bạn chứng tỏ được năng lực của bản thân chỉ cần bạn làm việc có sự tính toán, kế hoạch ổn thỏa, con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bạn. Vì thế, tháng này đòi hỏi bản mệnh phải tập trung tinh thần cao độ quyết tâm, tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm không thích thì bỏ, có như vậy mới tránh được thất bại. Ngoài ra, người tuổi Mậu Thân, một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng cho mình, bạn cần lập ra giấy những kế hoạch với mục tiêu cụ thể và chỉ cần căn cứ vào kế hoạch đã lập sẵn, là mọi việc sẽ đâu vào đó. Đây cũng là lúc bạn thể hiện bản thân mình, vận dụng tinh thần sáng tạo để tự tạo ra lợi thế cho bản thân, có khả năng cao bản mệnh sẽ cho ra đời những ý tưởng sáng tạo vô cùng độc đáo và mang giá trị cao cho cả công ty, doanh nghiệp và nhiều người được hưởng lợi không ít từ đó. Thời gian này, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 cũng cần tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao của mình, vì vận khí chưa tốt nếu không có quý nhân giúp sức e rằng một mình bản mệnh ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả và gặp nhiều trở ngại. Bạn đừng thể hiện cái tôi quá mạnh nên biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người để ngày càng hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn, sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn đi xa hơn so với khi làm việc độc lập một mình nhé. Về mặt tài vận, về phương diện tài lộc của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, không có tài tinh chiếu mệnh nên tình hình tài chính chỉ ở mức bình ổn, không có quá nhiều biến động. Những người làm công nhân, công chức viên chức công việc ổn định, nguồn thu chính được vững vàng nhưng chưa có dấu hiệu tăng. May mắn thứ tài lại có dấu hiệu khởi sắc, người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư có thể thu lời nhưng không nhiều, bạn vẫn nên lên kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn để hạn chế sai lầm. Với người không mưu cầu quá cao thì tình trạng bình ổn này có thể vẫn khá lý tưởng với bạn, bạn cũng không vội hay lo lắng. Nhưng nếu là người có tham vọng, muốn làm giàu thì có thể sẽ rất sốt ruột và muốn nhanh chóng tìm ra cách để thúc đẩy gia tăng thu nhập cho mình tuy nhiên nếu bạn đang ấp ủ dự định hay kế hoạch đầu tư kinh doanh thì tháng này lại chưa thực sự phù hợp ngoài ra việc này cần bạn phải sử dụng nguồn vốn lớn bạn cần tính toán hết sức thận trọng kẻo vận khí xa suốt sẽ khiến mưu sự khó thành tiền bạc như muối bỏ biển lợi bất cập hại bạn cũng đừng quên tháng này có nguyệt lệnh rơi vào đất tử nếu có đầu tư kinh doanh nên tiến hành ở quy mô nhỏ hoặc trên nền móng cũ đã quen tay và có nhiều kinh nghiệm tránh hùn hợp quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng tháng này với người tuổi mậu thân cũng cần phải chú ý, hết sức tỉnh táo và có bản lĩnh, tránh bị cán rỗ, khiến bản thân xa vào tà đạo, kiếm tài lộc bất chính, do sự tổn thất của người khác mà bản thân thu về lợi lộc, rất dễ dính dáng tới thị phi, kiện cáo, công quyền, dẫn đến mất tiền hao của. Trong tháng, tài lộc cũng có sự hao tổn nhiều, phần thì do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc bị lừa đảo. Thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn. Xem phi tinh tháng trong tháng có bắt bạch tài tinh bay vào hướng tây nam, gặp nhị hắc hung tinh, nơi này cần được chú trọng dọn dẹp sạch sẽ và bài trí phong thủy hợp lý, thì tài khí của gia chủ mới vượng. Để kích hoạt tài khí, người tuổi mậu thân, sinh năm 1968, có thể đặt tượng, tỷ hưu phong thủy, hay kỳ lân phong thủy, ở vị trí này. Đây là vật phẩm phong thủy vừa có tác dụng hóa sát, hóa giải xui xẻo, vừa mang tới may mắn về tiền bạc cho gia chủ. Về mặt tình cảm, Xét về phương diện tình cảm cho thấy, tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 này, thì đây không phải là tháng may mắn về nhân duyên của tuổi mậu thân, sinh năm 1968. Nguyệt lệnh lâm tử, khiến bạn trở nên đa sầu, đa cảm, dễ suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến muộn phiền, nhưng khó chia sẻ với người khác, tâm trạng lúc nào cũng nặng chịu. Người độc thân, vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý, nên tâm trạng khá chán nản, nhưng duyên chưa tới, thì cũng không thể cưỡng cầu, đừng quá đặt nặng việc phải có ai đó bên cạnh, nếu bạn vẫn đang tự chăm sóc tốt cho bản thân mình với các cặp đôi mối quan hệ của hai bạn rơi vào tình trạng căng thẳng hai người hay xảy ra mâu thuẫn vết dạn nứt ngày càng lớn hơn nguyên nhân chủ yếu xuất phát do chính bản thân con giáp này bạn có xu hướng quan tâm tới cảm xúc của mình nhiều hơn là suy nghĩ và cảm nhận của đối phương chính sự áp đặt của bạn thường châm ngòi mâu thuẫn giữa cả hai bạn nghĩ vấn đề của mình là quan trọng và cần được ưu tiên nên sẵn sàng gạt ngang những điều nữa kia chia sẻ sự bất công này khiến cả hai hiếm có cuộc nói chuyện nào kết thúc trong hòa bình Đối với các cặp vợ chồng dễ có mâu thuẫn, hoài nghi, hiểu lầm lẫn nhau, khiến ai cũng mệt mỏi, không khí gia đình trở nên căng thẳng, đôi bên nên có cuộc nói chuyện rõ ràng để sớm chấm dứt tình trạng hiện tại nhé. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng quý Mão 2023, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 nên chú ý hơn tới việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Làm việc quá sức có thể khiến bạn thường xuyên thấy mệt mỏi, uể oải, như vậy càng khó tập trung cho công việc. Để cải thiện tình trạng hiện tại, con giáp này nên chú ý cải thiện chế độ dinh dưỡng, tăng cường luyện tập thể dục, thể thao và luôn suy nghĩ lạc quan, hành xử vui vẻ, để tâm lý luôn được thoải mái, có như vậy sức khỏe mới tốt và duy trì ổn định lâu dài được. Trong tháng cũng có hung tinh thiên cầu xuất hiện, điểm báo, gặp họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Cho nên con giáp này, nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, gây chấn thương. Sau đây là 6 dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp trở nên giàu có. Không cần lo cơm áo gạo tiền, thành công chỉ là chuyện sớm muộn, may mắn sở hữu cả cuộc sống sớm viên mãn, tiền bạc chỉ là phù du. Đừng than phiền vì bản thân chưa kiếm được nhiều tiền. Bởi không có ngã rẽ nào trong cuộc đời này là sai, vì ở đâu bạn cũng có thể học hỏi được nhiều điều. Do đó, hãy nhặt nhạnh từng niềm vui nhỏ để tạo nên một hạnh phúc lớn và nhanh chóng kiểm tra xem bạn có bao nhiêu dấu hiệu chứng tỏ sự giàu có đang sắp bổ vây trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ ai trong chúng ta cũng có lúc gặp phải những hoài nghi chúng ta không chắc rằng mình có đang đi đúng hướng hay không hoài nghi khiến ta dè dặt không biết mình nên làm gì tiếp theo nhưng hoài nghi cũng có nghĩa rằng bạn thực sự cẩn trọng và mong muốn kết quả tốt nhất cho hành trình của bạn ngay cả những huyền thoại và tỷ phú cũng từng có những khoảnh khắc như thế do đó nếu vẫn còn băn khoăn sau đây là các dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp và sự giàu có đang sắp bùa vây 6 dấu hiệu chứng tỏ, sự giàu có đang sắp bùa vây bạn. Thứ nhất là, không chạy theo xu hướng đám đông. Sự khôn ngoan bình thường chỉ đem lại những kết quả bình thường. Chạy theo đám đông, dù là rất thịnh hành hay là một cơ hội tốt chỉ là công thức của sự tầm thường. Những người thành công vang dội có thói quen làm những việc người khác sẽ không làm. Họ đến những nơi người khác sẽ không đến vì ở đó có ít cạnh tranh và nhiều cơ hội để thành công. Thứ hai là coi trọng là thời gian và ngừng suy nghĩ tiêu cực về tiền bạc. Những người hướng đến mục tiêu tự do tài chính nhận thức rõ giá trị của thời gian, biết nên và không nên làm gì để khai thác hiệu quả nhất thời gian mình có và sẵn sàng trả phí cho những việc không quan trọng làm lãng phí thời gian của họ. Họ luôn cố gắng sáng tạo cách để rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, để có nhiều thời gian hơn cho những việc mình muốn. Và việc làm những gì yêu thích là cách chúng ta sử dụng thời gian và năng lượng một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, thành công không còn là trò chơi có tổng bằng không đối với bạn bởi cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi và chia đều cho tất cả mọi người. Người thành công là những người biết nắm bắt cơ hội. Thành công của người khác không còn khiến bạn ghen tị, một triệu phú vừa mua căn biệt thự mới hay giành được hợp đồng trị giá 150 triệu đô la Mỹ cũng không khiến bạn bận tâm mà ngược lại điều đó chỉ khiến bạn tin rằng những người đầy tham vọng và làm việc chăm chỉ như bạn sẽ gặt hái được thành công và kiếm nhiều tiền hơn nữa mà thôi khi tâm trí bạn có sự thay đổi chuyển từ lo lắng về việc không có đủ tiền sang có niềm tin rằng bạn sẽ kiếm được số tiền bạn muốn đó chính là dấu hiệu bạn đang trên con đường thành công thứ ba là sử dụng tiền như một sự chia sẻ việc giúp đỡ được người khác luôn đem đến những cảm giác tuyệt vời điều này khiến chúng ta cảm thấy mình là một phần có ích của xã hội mình đã có khả năng để làm điều gì đó cho người khác mình đã cho đi yêu thương và làm thế giới thêm phần ấm áp chúng ta có thể không phải là những người giàu có đóng góp hàng tỷ đồng cho việc từ thiện nhưng chúng ta vẫn có thể giúp đỡ người khác trong khả năng mình có thể cho dù đó chỉ là những điều nhỏ mà thôi thứ tư là nhận thức được tâm lý tài chính của bản thân dù hướng đến bất kỳ mục tiêu nào chìa khóa luôn nằm ở bản thân chủ quan của mỗi người đối với mục tiêu tự do tài chính cũng vậy chìa khóa cần có là phải hiểu được cách suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta đầu tư chi tiêu và tiết kiệm tiền như thế nào hầu hết chúng ta sẽ khó khăn để đưa ra những quyết định chính xác khi bị ảnh hưởng bởi những tác động bên trong hoặc bên ngoài chính vì điều đó mỗi chúng ta cần hiểu được tâm lý tài chính của bản thân hiểu được mình cần gì mình muốn gì và chi tiêu cho những vấn đề đó là đáng hay không đáng cần thiết hay vô ích có những người dành cả tiền lương một tháng vất vả của mình để chạy theo mỗi đời iphone mới ra còn bạn cảm thấy chiếc điện thoại của mình vẫn đủ tốt và chưa thực sự cần thiết bỏ một con số chục triệu để thay đổi điện thoại liên tục như vậy nhiều người mong muốn theo đuổi thời trang thời thượng sẽ dành nhiều tiền và thời gian để tìm kiếm những món đồ đắt đỏ, trong khi bạn cảm thấy được ở bên con cái, đọc sách và nấu ăn là vui vẻ. Cách chúng ta cảm nhận thế giới sẽ quyết định cách chúng ta tư duy tài chính. Việc nắm bắt được tư duy tài chính của bản thân là cơ sở hoạch định kế hoạch tự do tài chính khiến con đường cách ly khỏi đồng tiền không còn xa. Thứ năm là bạn có niềm tin và luôn lạc quan luôn giữ suy nghĩ bản thân có thể đạt được mục tiêu của mình thì cơ hội đến sẽ rộng mở hơn đó thực sự là điều kỳ diệu tin vào điều chưa được nhìn thấy là một dấu hiệu rất lớn của thành công khi bạn nghĩ về tương lai xung quanh bạn sẽ có một nguồn năng lượng tích cực nói rằng tôi sẽ làm được bạn có thể không biết chính xác khi nào bạn sẽ thành công nhưng bạn chắc chắn rằng đó là vấn đề thời gian niềm tin hay sự chắc chắn đến từ việc bạn có một kế hoạch vững chắc đó là khi bạn biết mục tiêu của mình cách bạn sẽ đạt được chúng và cách bạn sẽ đối phó nếu mọi thứ đi xuống đồng thời đưa ra những quyết định sáng suốt thứ sáu là biết chăm sóc bản thân từ bỏ những hoạt động không tốt ngăn cản bạn làm việc hiệu quả hướng đến một tương lai tươi sáng là một bước đi đầy sức mạnh từ bỏ việc hút thuốc ăn uống không điều độ hay ăn quá nhiều đồ dầu mỡ không tập thể dục thường xuyên sẽ mang lại nguồn sức mạnh to lớn cho bạn giúp bạn thực hiện nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết của ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại